Chị thấy blockchain có phải là tương lai không chị? Chị không có thấy gì hết á. Nếu như em có kiến thức, em thấy nó đúng thì em theo thôi. Chị nói rồi, chị ở đây chị không có bày mọi người blockchain, chị không có bày mọi người Bitcoin, chị không có bày mọi người bất động sản, chị không có bày mọi người chứng khoán. Cá nhân của em phải tự bỏ tiền ra em đi học. Chị không có dạy những cái điều đó online. Thứ nhất, những cái liên quan đến tài chính, em không có được. Con người rất là lười, em quăng thông tin lên người ta sẽ hỏi là ủa vậy mua cái stock nào vậy, vậy mua cái chứng khoán nào vậy chị, thôi chị nói cho em mua luôn đi, học chị mất thời gian. Không, người ta lười lắm. Ok, em muốn tìm hiểu về blockchain hay em muốn tìm hiểu về Bitcoin hay em muốn tìm hiểu về chứng khoán hay bất cứ cái gì, em phải tự đi học, tự kiếm cái kiến thức đó. Đừng có cứ quan tâm đến chuyện người khác nghĩ cái gì, em nghĩ cái gì nó mới quan trọng. Ok, em cảm thấy cái nào em tự tin nhất để mà em đầu tư, em cảm cái nào mà em cứng nhất, em vững chắc chắc nhất, em hiểu tiền là gì chưa, em hiểu ngân hàng là gì chưa, em hiểu đầu tư là gì chưa, em hiểu dòng tiền là cái gì chưa, em hiểu lợi nhuận sau khi đầu tư là cái gì chưa, em hiểu thu nhập là cái gì chưa, em hiểu tiêu sản là cái gì chưa, em hiểu cái gì rồi bất động sản có nghĩa là cái gì rồi, chứng khoán có nghĩa là cái gì rồi, tiêu sản có nghĩa là cái gì rồi, tại sao thế giới nó in tiền như vậy, tại sao Việt Nam mình in tiền khác, tại sao tiền đô ở Việt Nam mình hả, tại sao tiền Việt Nam mình nó không có giá trị trên thế giới, rồi mỗi lần muốn đi nước ngoài là phải đổi tiền đô, rồi tiền đô tại sao nó mạnh như vậy, rồi tại sao giá vàng nó thay đổi mỗi ngày. Có nhiều thứ để học lắm. Nếu như những cái câu hỏi cơ bản đó mà em chưa có trả lời được á, thì đừng có blockchain, blockchain gì ở đây, đừng có Bitcoin, đừng có bất động sản, đừng có chứng khoán gì ở đây, đừng có kinh doanh gì ở đây hết. Ok, không có kiến thức, không có tự tin, không có hiểu biết, không có chịu nạp kiến thức đó vô trong người mình á, đừng. Ok, chứ không là em sẽ bị bình á, là bị đốt đó. Chị Nhi ơi, cho em hỏi học về tiền nơi chị Nhi với. Em mới ra đời nên rất cần kiến thức về tài chính và em muốn chị là thầy của em được không? Em rất hy vọng chị sẽ trả lời câu hỏi này và em rất biết ơn chị. Rồi, có một từ hy vọng 2 đồng nha Vi Hoàng. Cái thứ hai hồi nãy chị đã trả lời rồi, em muốn học như tất cả những bạn này, đi vô trong team Nhi liền. Cho mày kiểm chứng coi tao nói xạo không này, hay là tao dụ mày vô này. Mấy đứa mà có tất cả những cái khung tròn tròn mà Nhi Lê team là tụi nó đang ở trong Nhi Lê team. Tụi nó bắt bị đẻ đó. Được chưa? Tụi mày có không thích kệ cha tụi mày, cũng phải ngó thôi. Chat cho chị nghe coi, chị đã bày cho tụi em về marketing nè, về kinh doanh nè, về tiền nè, về bản thân nè, rồi cái gì nữa, về chứng khoán nè, về bất động sản. Có những anh chị đi trước đã học về chứng khoán bất động sản, tụi em những cái đứa sau chưa được, rồi ghi ra cho chị có hay không. Chứ mấy đứa ngoài nó nghĩ ra là vô đây bà Nhi bà bắt làm, chứ bà có dạy cái gì ra, ghi ra cái coi có hay không, nhanh lên ghi ra đi coi trong này chị Nhi có dạy tụi em nhiều thứ như vậy không nè. Dạ có nghe nè, nè được chưa, tao có dạy trong này chứ không phải tao đem tụi nó vô rồi tao bắt tụi nó ngồi làm việc không đâu. Chị dạy cho mấy bạn này nhiều lắm nè, có chị ơi nè, thấy không. Thậm chí nhiều hồi chị bắt tụi nó hỏi tới độ mà tụi nó ghét chị luôn, tụi nó kêu chị em hết cái để hỏi rồi, cái tụi mày không hỏi tao biết tụi mày cần cái gì để tao dạy. Có nè, thấy không, tụi chị dạy hết, chị dạy tới độ mà tụi nó còn chưa có kịp xài luôn. Được chưa? Hơn đến trường luôn. Được chưa? Học ba marketing 3 tiếng muốn căng não nè. Kiến thức marketing nha. Thấy không? Có nha. Chứ tao không có nói sung là đi vô đây nè, dạy quá trời học không hết. Nhiều lắm nè, mấy đứa nó còn lưỡng lự, nó không có muốn đi vô trong này, tao không biết tụi mày sợ cái gì. Tao nói thiệt, tao không biết tụi mày sợ cái gì, trong này tụi nó học quá trời quá đất luôn. Nó không phải là cái chuyện mà chị quá nhiều cái để học nè, nhiều kiến thức nè, thấy không, học nhiều quá sợ giỏi mày lắm, quá học mà sai không kịp, trời ơi nè, nhiều mà chưa kịp hiểu, cái này là đúng, dạy nhiều quá tụi nó chưa kịp hiểu luôn, tụi nó cũng không hiểu được luôn. Được chưa? Rồi tụi em phải hiểu là những cái mà chị dạy trên YouTube nó không thể chuyên sâu cho đến khi em ngồi riêng với chị mới bày được. Rồi cái tiếp em xin nói là chị vậy, tại sao chị không có gom từng nhóm nhỏ để chị dạy, tại sao chị phải bày trong Nhi Lê team? Tại vì chị bày xong chị bắt tụi nó thực hành luôn, thực hành ở ngay trong team của chị luôn, tức là hôm nay chị đưa cho mấy bạn cái kiến thức gì là ngày mai ngay ngày hôm đó mấy bạn đó phải xài ngay lập tức, tại vì đó là cái cách duy nhất để tụi nó nhớ là chị Nhi dạy cái gì em.
Ngoài cái mấy cái người mà em đóng tiền học phí 3 ngày 4 ngày người ta dạy cho em, người ta không cho em cái môi trường để trải nghiệm, đó là lý do tại sao nó không có thấm vô trong người tụi em. Em muốn thấm, em phải ở trong cái môi trường này, em phải học và em phải áp dụng luôn trong một ngày, em phải xài liền ngay lập tức thì nó mới thành của em, nó mới nhớ được liền. Chứ không phải là cái lý do gì chị tạo ra cái cộng đồng này đâu. Bởi vì chị là người đi học, chị biết em muốn học có hiệu quả, em phải thực hành em. Ví dụ như thầy em mà nói cái công thức này cộng với công thức này ra nước, em chỉ ghi vô giấy vô vở thôi, nhưng em được vô cái phòng hóa chất và em được học, có phải em nhớ dài hơn không? Đừng có kiểu như là lưỡng lự không muốn vô nữa. Tụi mày sợ cái gì, tao ăn thịt tụi mày hả? Sợ đóng phạt hả? Phạt cho khôn ra cũng được vậy. Trời ơi, sợ mất mấy đồng bạc. Mày đi học mày tốn 50 triệu thì được, mà tốn mấy chục ngàn, tốn 2 đồng đóng tiền phạt bởi vì nói chuyện ngu. Trời, mà cái tiền đó còn làm chuyện gì nữa, rất ý nghĩa, đi giúp lại cho người nghèo. Vậy mà còn không có ưng nữa. Nè, kiến thức chị như mấy bơm nước nè. Trời ơi, tao bày mà tụi nó không kịp luôn. Mỗi sáng tao hỏi, còn câu hỏi gì nữa không, còn hỏi gì nữa không, nó không có câu hỏi trả lời hỏi luôn. Nó kiểu như, nó kêu là có cái gì vậy chứ không trả lời được, không để cho tụi em canh me hỏi. Trời, nó kiểu vậy đó, nó kiểu vậy đó, hay không? Nó kiểu nó thách đố, kiểu mà nó kiếm chuyện để một ngày nào đó nó hỏi mà chị Nhi không trả lời được. Vô đi em, vô đi tao mới dạy được nghe. Mà khi vô phải kiên nhẫn nữa, nghe không? Học từ đầu nghe, phải học từ đầu nghe chưa. Em chào chị Nhi, hôm trước em thấy em trai em xem phim, nó bảo nó muốn xem ông này bà này ôm nhau hôn hít, nó mới lớp 1, em không biết dạy ra sao. Nó dạy hay không liên quan gì đến mày, này là chuyện má mày dạy chứ ba mày dạy chứ tự nhiên mày đòi đi dạy em mày. Trời ơi, còn ổng bả không dạy cho nó bây giờ thì sau này ổng bả nhận hậu quả thôi, có cháu sớm bé bồng thôi, còn không thì đi dọn rác cho nó thôi. Em ơi, ba má của em đẻ nó ra thì ba má em chịu trách nhiệm. Em có thể nói với ba má em mà không có muốn coi kênh chị Nhi, kiểu như là ba má em cũng không có nhu cầu để mà phát triển bản thân, thì ba má em bây giờ không phát triển thì sau này họ phải phát triển tài chính để họ đi dọn lại cái hậu họa của con họ sinh cháu ra thôi. Còn nếu như họ mặc kệ nữa thì em trai của em phải đi dọn cái hậu họa đó thôi. Đường nào cũng dạy hết mà, cũng em cũng dạy được đâu. Đưa video chị Nhi cho nó coi, cho nó học, nó tự học thôi. Trong này anh chị dắt vô đây đầy chứ cái gì đâu, cũng đầy mấy đứa này. Em bị chị em dụ, em bị anh em dụ, em bị bạn em dụ, em bị người này cái dụ kia. Trời ơi, đầy người bị dụ vô đây. Vô rồi mê luôn, mê ở luôn, không đi được, không đi được. Nếu như các bạn lần đầu tiên coi kênh của Nhi, đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục chia sẻ cái điều như vậy, tiếp tục đem cái video của Nhi ra ngoài kia nhiều hơn.